năm mới cộng dịch chuyển mới và hẳn 11 cái luôn. Hy vọng các bạn đã có những giờ phút vui vẻ cùng phiên bản 13.24 vì đã đến lúc xáo trộn mọi thứ với 11 cổng dịch chuyển mới và còn rất nhiều thay đổi mới ở bản cập nhật lần này. Đây sẽ là một phiên bản cập nhật lớn bắt đầu một năm mới hoành tráng. Nhưng những phiên bản tiếp theo cũng sẽ là một cột mốc lớn vì những lý do khác. Vì đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi đem trở lại một cập nhật giữa mùa, thiên hà trở về với những vì sao. Thay đổi về hệ thống, cổng dịch chuyển mới, một số khá điên cuồng, một số thì nhẹ nhàng hơn, một số cổng dịch chuyển được yêu thích sẽ trở lại, và một cổng dịch chuyển báo hiệu sự trỗi dậy của cua kỳ cục. Chúng tôi cảnh báo trước rồi nha. Bản dưới đây là 11 cổng dịch chuyển mới sẽ được ra mắt trong phiên bản này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nha. Chuỗi vàng. Bạn giờ sẽ phải đạt tới chuỗi cao hơn để được thưởng vàng. Vàng sẽ được tính như sau: một vàng từ 2-3 lên thành 3-4 thắng thua, hai vàng từ 4 lên thành 5 thắng thua, ba vàng từ 5 lên thành 6 thắng thua. Điều chỉnh ấn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh một số ấn để bạn có thể hoàn thành giấc mơ 7 đồng quê, và tập hệ này cũng sẽ được điều chỉnh sức mạnh để phù hợp với thay đổi mới này hơn. Ấn đồng quê giờ sẽ có thể được chế tạo từ sản vàng và áo choàng bạc. Jazz giờ sẽ không thể được chế tạo. Jazz sẽ hiệu quả nhất khi được tùy cơ ứng biến, hoàn toàn không có chỗ cho những công thức được định sẵn. Với việc ấn Jazz không còn chế tạo được, chúng tôi sẽ tăng sức mạnh chung của tập hệ này. Quy tắc cho siêu sao. Chúng tôi sẽ điều chỉnh quy tắc để siêu sao xuất hiện trong cửa hàng của bạn, nhằm hạn chế những tình huống kỳ cục khi bạn không thể lên 3 sao cho tướng chủ lực, đồng thời khiến việc lên 3 sao cho các tướng 4 và 5 vàng sẽ trở nên khó khăn hơn. Vậy nên, các siêu sao 1, 2, 3 vàng không bị giới hạn bởi số bản sao mà bạn sở hữu. Siêu sao 4 vàng sẽ không thể xuất hiện nếu bạn sở hữu nhiều hơn 4 bản sao của tướng đó. Siêu sao 5 vàng sẽ không thể xuất hiện nếu bạn sở hữu nhiều hơn 3 bản sao của tướng đó. Thay đổi lớn. Về tộc hệ, bảng dưới đây là một số thông tin thay đổi của tộc hệ mùa này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nha. Thay đổi về tướng. Tướng bậc 1, Annie hỏa cầu sẽ được gia tăng sát thương và giảm tốc độ đánh cường hóa. Hỏa cầu thứ hai khi cường hóa sẽ bị giảm sát thương gây ra. Nami giảm năng lượng yêu cầu và giảm luôn thời gian làm choáng của nhà ngục Disco. Nami, nhà ngục Disco hiện có thời gian khóa năng lượng thấp hơn một chút để ngăn chặn các trường hợp không nhận được năng lượng trên đòn đánh ở tốc độ tấn công cao. Olaf tăng sức mạnh công kích và tăng tỷ lệ máu thành tốc độ đánh với mỗi 1% máu đã mất. Tamken tăng sức mạnh công kích, cùng với đó là giáp và kháng phép. Taric tăng sát thương của chúc phúc cẩu lương. Vive tăng phần trăm sức mạnh công kích của to vì ngã đau, cùng với đó là tăng luôn phần trăm sức mạnh công kích khi cường hóa. Vive trang bị khuyên dùng được đổi thành đấu sĩ công kích. Yasuo đòn hợp âm sẽ được tăng sức mạnh công kích mỗi màn hạ gục. Tướng bậc 2, Bot ngẫu hứng, sát thương nốt nhạc sẽ được tăng thêm sát thương. Giờ đây ngẫu hứng sẽ luôn tung ra 3 nốt sát thương và 1 nốt hồi máu nếu có mục tiêu cần hồi máu. Garen tăng máu, cường hóa sẽ được tăng thêm máu. Ragas tăng sát thương của giờ nhảy múa. Kai'Sa tăng phần trăm sức mạnh công kích của thanh năm bùng nổ và sát thương theo sức mạnh phép thuật. Katarina tốc độ đánh được gia tăng. Kael tăng sát thương cộng thêm trên đòn đánh cường hóa, cùng với đó là sát thương đòn kết thúc. Tướng bậc 3, Echo thời gian choáng sẽ bị giảm xuống còn 1 giây. Lux tăng sát thương của bữa tiệc ánh sáng ở cấp sao 1 và 2. Mordekaiser luôn sát thương cuối cùng của méo mặt sẽ được gia tăng. Tướng bậc 4, Ahri giảm tốc độ đánh. Karthus giảm năng lượng khởi đầu. Karthus lời nhắc tử vong, số lượng mục tiêu giờ sẽ là 4, 4, 6 thay vì 5 như trước. Lời nhắc tử vong sẽ được tăng thêm sát thương cấp độ 1 và 2, giảm sát thương ở cấp độ 3. Viego tăng tỷ lệ sức mạnh công kích của giai điệu suy vong. Zac
giảm năng lượng yêu cầu và giảm hồi máu mỗi lần nảy. Tướng bậc 5, Lucian, tăng sức mạnh công kích, giảm tỷ lệ sức mạnh công kích mỗi phát bắn của hợp âm. Kỹ năng hợp âm của Lucian giờ sẽ tăng sức mạnh theo đúng tốc độ đánh. Kiana, giảm sát thương ở cấp độ 1 và 2 của thử giọng và remix. Cùng với đó là giảm sát thương chuẩn cộng thêm khi không có trang bị, số trang bị sao chép sẽ bị giảm. Sona, động lực, tăng khả năng hồi máu trên mỗi đòn đánh thường. Sona, siêu nhiên, giảm tốc độ đánh trên mỗi đòn đánh thường. Sona, chấn động, sức mạnh phép thuật trên mỗi đòn đánh thường sẽ được gia tăng. Zig, tăng tốc độ đánh, cùng với đó là tăng sát thương bom nhỏ của lý thuyết khủng hoảng. Trên đây là một số thay đổi của bản cập nhật 14.1 lần này. Ngoài ra, còn một số thay đổi khác, các bạn có thể xem chi tiết tại bài viết của Đấu Trường Chân Lý Việt Nam. Link mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.